Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 63, sau khi những đạo ánh sáng bảy màu lóe lên, Phương Lâm tay cầm vũ đỉnh liền đi vào luồng ánh sáng và đến tiên giới. Cứ như thế, theo đạo ánh sáng bảy màu kia dần đi lên, Phương Lâm cũng xuyên qua từng tầng mây và cuối cùng dừng lại ở một nơi rộng lớn. Nhìn qua nơi này, Phương Lâm thấy nó rất giống với cảnh tượng khi xưa mình gặp Thiên Vận Tử và được ông ta chỉ điểm. Đồng thời vào lúc đó, 5 người khác cũng tới. Nhìn qua họ, Phương Lâm nhanh chóng nhận ra Hồng Điệp, nữ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Đảo mắt nhìn qua 5 người một lượt, sau đó từ nơi Vương Lâm cùng những người kia đang đứng, một cột sáng cũng liền phóng lên trời cao rồi hợp lại. Nháy mắt sau, luồng ánh sáng đó đã tạo thành một hình lục giác, xô hút Vương Lâm cùng 5 người kia lên trời cao. Không lâu sau, 6 người đã lại một lần nữa xuất hiện. Chớp mắt họ là một cánh cửa khổng lồ ghi 4 chữ, Vũ Tiên Chi Môn, đứng sừng sững giữa trời. Còn Vương Lâm, khi tới đây, anh ấy cùng 5 người kia liền tìm cho mình một vị trí rồi đứng yên ở đó. Tuy nhiên không lâu sau, nơi này cũng bắt đầu xuất hiện đông người hơn, đó là những tu sĩ tới từ các tu chân tinh khác nhau. Chính vì thế, nơi này đã trở nên đông đúc và sôi động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để giành được một vị trí trên đài cao như Vương Lâm đang đứng là không dễ. Bởi vậy, những người đến sau đành phải đi giành lấy chỗ đứng cho mình. Trong số những người này, có một tên thanh niên tu vi hóa thần sơ kỳ chậm rãi đi về phía 6 người Vương Lâm. Thấy vậy, người của Cự Ma tộc cùng Hồng Điệp chỉ trừng mắt, tên này sợ hãi liền bỏ đi. Sau đó, hắn ta đến chỗ Vương Lâm và nói: "Vị đạo hữu, hãy rời khỏi nơi này." Nghe vậy, Vương Lâm không nói gì, liếc nhẹ một cái, một chiếc vòng từ trong cổ tay phóng ra. Nháy mắt sau, con cóc khổng lồ đã liền xuất hiện. Từ trong miệng của nó, một khối lôi cầu đã liền phóng về phía trước. Thấy vậy, tên tu sĩ kia cũng lập tức dùng thần thông đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, tên tu sĩ kia liền bị khối cầu đánh bay, trên miệng liền thổ huyết. Đến đây, hắn ta không dám vọng động nữa, hai tay chắp quyền hướng về phía Vương Lâm, sau đó hắn liền tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Còn Vương Lâm, anh ấy cũng mau chóng thu hồi con cấp lại. Thấy vậy, 5 người xung quanh cũng khẽ liếc anh ấy một cái, thế nhưng lại không nói gì. Không lâu sau, cánh cửa tiên giới rốt cuộc cũng mở ra. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người ở đây liền phóng người đi vào bên trong. Vừa vào, Vương Lâm hướng mắt về phía trước và đảo quanh một lượt. Sau đó, anh ấy bất chợt nhìn thấy một cái lưu đỉnh. Thấy không có ai ở gần, Vương Lâm liền tiến tới và lấy nó đi. Làm xong, anh ấy ngay lập tức phóng người vào một luồng lốc xoáy rồi biến mất. Không lâu sau, Phương Lâm đã xuất hiện ở tại một nơi hoang vắng, trước mắt có một tòa cung điện đổ nát, đó là dấu vết của một trận chiến lớn. Rất nhanh, Phương Lâm đã đi tới và tìm hiểu, đến khi thấy một bàn tay to lớn, Phương Lâm liền dùng bàn tay mình ấn vào trong nó. Nhất thời, khi bàn tay Phương Lâm chạm vào, từng mảng ký ức về trận chiến kinh khủng năm xưa ở tại đây cũng liền hiện ra. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Phương Lâm cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hít sâu một hơi, anh ấy lại tiếp tục tiến về phía trước và tìm hiểu. Sau đó, Phương Lâm thấy một tấm bia đá đã vỡ mất một nửa. Nhìn nó, anh ấy bất chợt thấy một vài điểm khác thường. Chính vì thế, Vương Lâm cũng lập tức lôi tấm bia đá kia ra khỏi mặt đất. Và quả nhiên, có người đã dùng nó để che đi một tia tiên giới khí. Thấy tia tiên giới khí vừa bay ra, bàn tay khẽ động, Vương Lâm cũng lập tức chộp lấy nó rồi ngưng thần bắt đầu luyện hóa. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, phía xa có một tên tu sĩ đi tới nhìn Vương Lâm nói: "Dừng tay, nơi này là do Đại La Kiếm Tông chúng ta phát hiện, để lại vật kia, nếu không đừng trách ta vô tình." Nghe vậy, Vương Lâm không thèm đáp. Ngay lập tức, chiếc vòng trong tay sáng lên, lôi oa cũng liền xuất hiện. Từ trong miệng nó, một quả cầu lôi điện sáng lên, liền đập thẳng vào người tên kia. Thấy vậy, tên kia dùng bảo kiếm phóng ra, nhưng rất nhanh đã vỡ nát. Cuối cùng, hắn ta phải dùng ra thất kiếm của Đại La Kiếm Tông để đối chiến cùng con cóc kia. Tuy nhiên, hắn ta vẫn là không làm được gì. Và rốt cuộc, sau một hồi Vương Lâm cũng hấp thu xong, chậm rãi đứng dậy, anh ấy liền bóp nát tia tiên giới khí. Thấy thế, tên kia tức giận, thanh kiếm trên tay hắn liền hóa khổng lồ, gầm lên một tiếng, hắn ta cầm nó đánh thẳng về phía Vương Lâm. Đánh ra một kiếm này, tên kia kiệt sức, hắn ta liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ở phía sau, Vương Lâm đã liền gọi ra một đám du hồn đón đỡ một kiếm đó. Đồng thời, con cóc cũng ngưng tụ một quả cầu năng lượng kinh khủng tỏa ra, phóng về phía trước, đánh mạnh vào kiếm ảnh khổng lồ. Còn Vương Lâm, cấm phiên trong tay xuất hiện, anh ấy cũng liền phóng ra công kích về phía đối thủ. Thấy thế, tên tu sĩ kia tức tốc bỏ chạy. Đến khi hắn ta tới gần một cái truyền tống trận thì cũng là lúc Vương Lâm đuổi kịp hắn ta. Chỉ nháy mắt sau, chiếc chuông trong tay đã phóng ra, số hóa khổng lồ đập thẳng về phía trước. Thấy vậy, tên tu sĩ kia cũng lập tức phóng ra phi kiếm mạnh mẽ đón đỡ. Đáng tiếc, hắn ta quá chậm, chiếc chuông kia sớm đã hóa khổng lồ rồi úp hắn vào trong rồi luyện hóa biến hắn ta thành cát bụi. Đến khi thu chiếc chuông về, Vương Lâm chỉ thấy một thanh kiếm hiện ra. Ngay lập tức, nhìn qua nó một lượt, sau đó anh ấy liền cất nó đi. Và liệu rằng tập 64 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!